và 27 tháng 8 với rất nhiều hoạt động thú vị và những phần quà hấp dẫn như đá chữ xe công tây và xe con khối lớn, cuộc thi xe đồ của câu lạc bộ Ba Chân Kiên Giang, các chương trình ưu đãi lớn từ các đại lý. Ngoài ra còn có những khu vực game phố nhộn và ăn kèm miễn phí cho toàn bộ các tham gia chương trình. Và chương trình ca nhạc đặc biệt sẽ diễn ra vào đêm 27 tháng 8 với sự tham gia của các ca sĩ nổi tiếng như và những phần quà hấp dẫn như lá chữ xe công tây và